Vâng, xin chào tất cả quý vị anh chị các bạn đã quay trở lại video tiếp theo. Hôm nay chúng ta đến Ngọc Trai, Ngọc Hiền. Và anh cameraman đó là anh Huy, anh đi nói vài lời cho bà con biết. Anh Huy tắt mẹ rồi. Chà, chưa còn hả? Còn. Chào mọi người, mình là Võ Hồng Huy, năm nay mình được 9 tuổi. Hôm nay mình làm hướng dẫn viên cho cha mình mỗi ngày và mình đi chung cha mình. Hôm nay mình sẽ cho mọi người đọc số điện thoại chiếc xe này. Đây xin cái cạc. Đây quý vị anh chị các bạn. Đây quý vị anh chị các bạn cái cạc đọc để đọc cái số điện thoại. Cái cạc đâu? Không, mình tên là Ngọc du lịch Ngọc Hoàng 0986644121. Đây quay cái camera ngược lại để thấy không? Đây mọi người đây. Đây quý vị anh chị các bạn, mình đến Phú Quốc và tham quan du lịch, gặp du lịch Ngọc Hoàng, anh chở rất là tận tình ha. Đây là số điện thoại đây. 0986644121, số đẹp quá, số gánh luôn trời. 0986644121. Quý vị anh chị các bạn bỏ túi cái số điện thoại này để chúng ta đi du lịch khi mà anh Hoàng anh chở đi quý vị đi. Đây là xe cho mình. Rồi Phú Quốc đâu quý vị cũng biết đằng sau cái cơn mà bão số 4 ảnh hưởng ở miền Trung. Mấy anh em đi du lịch tại Phú Quốc. Hôm nay đi đến chỗ Ngọc Trai Ngọc Hiền này để đi tham quan đi mua. Bây giờ hồi mà cha mình chở một khách du lịch đi qua thành phố ngữ gọi tắt là Winber. Rồi mình sẽ quay mình lái chiếc xe điện qua chở mọi người đi. Quý vị anh chị hôm nay hướng dẫn viên du lịch Mạng Quy cầm camera, rồi lâu camera nó có rung, có nhẹ cà tưng, quý vị cũng thông cảm nha quý vị. Đây Mạng Quy cũng chưa là mới tập là, còn mới đang là tập á, mới đang tập làm YouTuber và đang là hai anh em cầm cái camera để quay phim cho quý vị nhé các bạn. Đây là bản số xe của anh Hoàng và quý vị đọc lại này. Số điện thoại là 0986644121. Đây là xe với xuất xe. Mình tên là Ngọc Viễn, còn bạn bên kia là bạn Ngọc Huy. Dạ. Ngọc Huy. Võ Ngọc Hoàng. Võ Hoàng Huy. Xe mới lộn tên. Chúng ta sẽ tiếp tục một cuộc hành trình nữa. Tuy nhiên bây giờ đang lòng quằn ở đây có những người khách, những người bạn đồng hành ở từ ở trong ra. Quýnh bơ. Trong ở lộn Ngọc Trai. Cái chỗ Ngọc Trai đi ra. Chị các bạn thông cảm nha. Camera quay nó cũng cà tưng, nó là giật để quý vị thông cảm nha. Bây giờ mở cửa trước đi. Quý vị đây. Quý vị thông cảm, hôm nay trời nó mưa nên thời tiết nó cũng không có được đẹp. Quý vị cũng biết rằng là vừa rồi là ảnh hưởng cơn bão mà nu riết vậy từ bên biển Đông nó vô đây á, nó làm ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, làm cho quốc chúng ta hôm nay bầu trời nó khá là xám xịt. Sáng hôm qua sức gió cũng rất là, phải nói rằng là cực kỳ gió. Mỗi câu chuyện mà mình kể cho quý vị nghe là sau khi mà mình rời cái Đà Nẵng rồi hôm kia, trước khi mà phi trường Đà Nẵng đóng cửa thì không cho những chuyến bay đây, mình cũng kịp thời đi vào Đà Nẵng, đi vào Phú Quốc từ Đà Nẵng đi vào đây. Quý vị anh chị các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tham quan. Còn bây giờ là mình không biết nói gì hết, dừng camera lại, micro lại cho anh Ngọc Quy. Chào mình đây, mình ở đây đường Phú Quốc đây. Đây là đường Phú. Cái đường này mình nhớ không lầm là cái đường này đi lên sân bay thì phải đấy. Nhớ không lầm đấy. Đúng rồi, lên đúng sân bay. Đường này lên sân bay. Còn xa kia là cái tàu mà để đi lấy Ngọc Trai của Ngọc Hiền Burn Farm. Còn xa kia là có quán cà phê giọt nắng đó. Mà bây giờ không có nắng luôn, giọt không còn giọt nào luôn. Bây giờ là có mưa và gió thôi. Bây giờ là giọt mưa thôi chứ không còn giọt nắng nữa. Giờ các bạn đi một chút xíu nữa, bây giờ mà mình không quan ha. Đây nó cũng khúc này nè, thật sự là khúc này nó không có gì hết nha quý vị anh chị các bạn. Gió quá trời. Khúc này không có gì hết. Khúc này không có gì hết để tham quan hết. Bây giờ chỉ có xe, giờ xem du lịch, giờ cái đóng, giờ có khách thôi. Làm hướng dẫn viên sao hồi đó bị khăn tiếng luôn. Làm hướng dẫn viên khăn tiếng luôn. Bị khăn tiếng sao giờ bị luôn. Giờ khách chưa ra. Khách của mình ở chỗ cục chai đó. Đó. Lâu quá già quá. Còn ở Phú Quốc này nó cũng có rất là nhiều cái điểm để mà chơi. Tuy nhiên là thực sự là hôm nay là trời nó mưa nên không thể nào mà tham quan được. Còn đi mua Ngọc Trai ở đây thì quý vị anh chị cũng biết rằng mình cũng có review, có quay cho quý vị anh chị các bạn rồi.
Tuy nhiên rằng là không có tiền để mua, mua gì nào có tiền vô không, vô mua em không có tiền em đứng hoài. Đúng. Như Quy đứng hoài. Đúng, đứng hoài lần cho khách mua thôi chứ tụi mình không mua được. Quy ước mơ rằng mai muốn có tiền nó sẽ mua chiếc nhẫn nó tặng bạn gái. Đúng. Quy đã có bạn gái rồi. Con bạn gái từ rất lâu rồi. Có bạn gái từ rất lâu rồi hả? Từ năm lớp 1 rồi. Từ năm lớp 1 luôn. Ồ ghê vậy trời. Có bạn gái từ năm lớp 1, giờ mình đầu lớp 4 rồi nên là mình quen nó được 3 năm rồi. Giờ biết cho mẹ nó rồi, nó cũng biết cho mẹ của mình rồi mới biết cậu chết rồi mưa rồi. Giờ không biết nói sao, giờ rất là mưa bỏ từ miền Trung tới qua đây giờ. Thôi hát bài đi. Hát bài gì vậy ta? Hát bài đi, quay cho hát bài, nhảy đi, nhảy đi, nhảy. Giờ khách đâu rồi mọi người, giờ tụi mình không biết nữa. Khách đi vô giờ không còn hai tụi mình. Rồi nhảy đi, nhảy ráp rồi, nhảy ráp rồi, vô. Vô. Rồi mẹ đi khách, vô. Vô, nó đi khách, ôi chưa. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt cái video này. Chào tạm biệt mọi người, bây giờ chừng nào mình tới Winterland rồi mình sẽ quay lại cho mọi người coi. Giờ nắng, giờ mưa bão quá mình tắt thôi. Rồi chào mọi người.